tôm nướng, sò nướng, mực nướng. Cái đĩa này mình với anh đi ăn chung. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Nhà mình đang đi ăn trưa. Hôm nay thì Kevin sẽ bao mọi người, tại vì Kevin vừa lãnh lương. Và từ hôm mà Kevin mua xe mới thì Kevin chưa có rửa xe. Ở Đức thì khi mà mua xe hoặc là mua nhà thì người ta cũng có rửa xe hoặc là ăn tân gia. Nên là hôm nay Kevin lãnh lương này, rồi Kevin mới dắt mọi người đi ăn rửa xe luôn. Ở đây là nhà hàng buffet. Đồ ăn, đồ uống là mọi người tự đi lấy. Kauft da die Gemüse. Bên đây là sushi. Cái này là để ăn kèm với lại sushi. Trong đây là nhà hàng Tàu nên có rất nhiều món ăn châu Á. À, da sind die fertige Essen. Und da vorne gibt die wo Bên đây là các loại tráng miệng, bánh ngọt. Đây là sườn nướng. Was holst du? Hier ist Schweinerippen. Gebratene Reis. Hühnerfleisch. Chỗ này là đồ xào, mực xào, rau củ xào, thịt xào, cơm chiên, mì. Das ist gebratene Reis auf das Nudeln. Ente. Was hast du? Ente. Schwimm. Und das ist Tinten, oder? Was ist das? Cá nướng. Mình thích ăn các loại sò, nghêu, ốc. Und was ist das, Kevin? Ah, Hühnerfleisch. Da ist Hähnchen. Ah, da ist ein Ente. Đây là gà. Đây là vịt quay. À, da gibt Tinten Fish Ring. Yeah, da chicken nuggets. Yeah? Pur, Reis, pur. Was? Reis anderer Seite, ich glaube. Guck mal da in dieser große Topf. Geh mit Kevin, vielleicht Kevin weiß. Joe, machst du Tintenfischringe? Đây là mực chiên. Chả giò. Đây là tôm. Có mà đã kiếp áo shrimps. Shrimps. Kế bên khay mực là chả giò. Nhưng chả giò ở trong tiệm này thì thường là bên trong chỉ có rau củ thôi. Nên mình thấy không ngon lắm. Kannst du auch für mich ein bisschen? Sau Reis, ja. Danke. Mini, wo mal. Aber das musst du kochen lassen, gell? Nhà hàng này thì mình đã đến ăn vài lần. Ở đây có rất nhiều món để cho mình chọn. Was holst du da? À, bên đây là đồ tươi nè, đồ sống. Mình lấy xong rồi người ta mới bắt đầu nấu nướng cho mình. Đây có cả thịt kangaroo. Bên đây là các loại cá. Bass. Tôm. Dạ, mach mal. Zwei. Dạ. Bên đây là các loại sò. Cái này là những cái món mà người ta làm sẵn rồi. Còn đồ tươi sống thì khi mà mình lấy, mình sẽ sử dụng cái kẹp này nè. Xong rồi mình kẹp vào đĩa, người ta làm xong thì người ta sẽ đem đến bàn cho mình. Wow.
Ở trong này người ta có cả thịt kangaroo. Cái này là cá chiên. Mực chiên á mình thấy ngon hơn. Chẳng cái xem. Đây là cái đĩa hải sản mà anh đi chọn xong người ta sẽ nướng cho mình nè. So fish like mixer. About thin and thin super. Yeah. And fish like enter. Das ist keine Knusperente, gell? Ich dachte, da vorne ist das mein. Jetzt sollen sie auch wegen kurz sagen, gell? Ja. Fahr halt mal. Ja, genau. Schau mal, die trainiert uns, weil die. Der nicht gerade, aber warm. Geht so. Schau mal, ein bisschen kühl hier, gell? Ja, hier. Ở đây hơi lạnh á, nên là mình thấy là ăn một chút xíu là lạnh lắm. Ở đây mình thấy cái món vịt quay giòn không có ngon lắm bởi vì thịt bị khô và cái da thì không có được giòn. Khi mà vào nhà hàng Việt Nam á thì ăn cái món vịt quay giòn ngon hơn nhiều. Tôm các loại, anh đi chọn xong rồi nước. That's my food rồi đó. Không biết rồi. Hả? 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 Alles voller Mini-Krebs. Cái tôm này mình không biết cái tôm gì nhưng mà ăn cái thịt nó mềm lắm. Đúng rồi. Ăn đi thì nó ngon nhưng mà mình không thích lắm. Nếm. This is a mini hummer. Yeah. Wow. Yeah, but it's mini. Habt ihr hergefahren, oder? Den Teller. Mhm. Hier, guck. Wie der aus. Anh đi ăn thử tôm gọi là người ta ghi là tôm hùm mini. Tôm này thì lột vỏ ra thì nó còn một cái chút xíu thịt. Đây là sò nướng. Họ nướng xong rồi họ cho gia vị ấy ngon. Những cái món thịt, cá, tôm, mực, sống khi mà mình chọn xong á, mình có thể chọn kèm loại nước sốt. Xong rồi đầu bếp họ sẽ nấu và họ cho cái sốt đó cho mình. Nhưng mà khi mà mình với anh đi chọn cái này thì mình không có lấy kèm theo sốt. Nên là họ tự họ nêm nếm, họ cho sốt luôn. Thì mình thấy là cái gia vị mà họ nêm nếm khá ngon, khá vừa vặn. Ở đây là thịt cừu. Đây, mình sẽ thử một miếng thịt kangaroo. Một miếng thôi. You have here out plum again. Ok. Ở đây có cả thịt ngựa. Dạ. Vâng. Xin số áo. Tần đi mình phía. Ok. Oh, đi motion mắc. Cái sò này người ta nướng ngon. Đây. Sò này mình không biết tên là sò gì nhưng mà mình ăn thử nhiều lần rồi và mình rất thích sò này. Đây có hai loại mực. À mực this is gamser. Weißnik. Nên mà lieber die oder? Mực thì ja. Yeah, this is yeah.
Có hai loại mực ống dài và loại mực tròn. Ok. Bên này. Cái này là gà, người ta làm gà chua ngọt. Ở đây mình thấy là mực chiên này người ta làm ngon lắm nè. Cái super mix pháp. Sao mà rai rồi. Đây có cả há cạo chim. Có mà đài shrimp, đài knut for shrimp. Tôm lăng bồ. Châu ăn bánh ngọt. Vì hai xí. Đây là đĩa tiếp theo của Andy nè. Andy gắp từng lum món. Có cả tôm mà lăng bồ. Mình thì mình lấy mực chiên nè, mực xào nè, với lại con này là con hình như là con chim chép. Mình muốn xem cái mực ăn như sủi hô. Ăn buffet thì mình thích thử nhiều món nên là mỗi món mình lấy một chút xíu thôi, rồi ăn cái nào mà thấy thích á, thì mình lại lấy thêm. Buffet là 30 euro một người hay là 29 gì đó, trong đó là bao gồm ăn tất cả các món, nước uống, bia thì tối đa hai người, mỗi người được uống hai chai. Nước uống các loại, nước trái cây, nước suối, rồi cà phê thì uống thoải mái. Tôm nướng, sò nướng, mực nướng. Cái đĩa này mình với anh đi ăn chung. Mình thích sò nướng này. Mực nướng thì sẽ thử mỗi người một con. Đây là thịt kangaroo. Mình chưa ăn thịt kangaroo bao giờ và hôm nay thì thử xem sao. Mực nướng ngon. Mình sẽ thử thịt kangaroo. This is kangaroo flesh. Kangaroo flesh. Good. It smells like kangaroo. Good. Good feel. Yeah. 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 Thịt kangaroo nướng khá ngon. Thịt xe cút. Kangaroo nướng ăn ngon hơn là thịt bò. Yeah. Gehst du mit Papa nach dem Rollen, wenn du willst? Papa ist in dem Alter bestimmt schon die Gasse aufgefahren, bin ich mir sicher. Tôm này á, ăn xử lý rất tươi, rất ngọt luôn. Nhưng mà ở đây không có muối tiêu chanh. Anh đi lấy món tráng miệng gồm có banana, chuối, ananas, thơm, season caramel, và trái vải, kem, kem vani với lại dâu.
Trong đây có cả cà phê. Cái ly cà phê này gọi là latte macchiato. Thường thì cà phê này là người ta cho nhiều sữa này, người ta làm cho nó thành bọt như thế này. Ít cà phê, có đường và uống thì dùng ống hút. Đây họ có nước cam nguyên chất, uống rất ngon. Ok, cái này hình như là nếp người ta chiên lên này, với lại mè. Bên đây là các loại bánh. Đây Vinda Shops. Các loại bánh nhìn ngon. Đây là trái cây Evin Litchi. Cái này là vải hộp, vải đóng hộp á. Nè, một ít nho. Bên đây thì là kem. Đây là cái sô-cô-la mình có thể bỏ trái cây vào ăn này. Không đến. Sao ổn đó? Phá tiếng. Đó, cái này là trái cây nhúng sô-cô-la. Dạ. Bên đây là các loại kem. Ở nhà hàng này buổi tối thì đông hơn buổi tối như là tối thứ sáu, tối thứ bảy á. Là mình vào đây là đông nghẹt luôn, mình phải đặt bàn trước chứ nếu không tới là không có chỗ ngồi. Nhà mình ăn xong rồi, bây giờ thì sẽ đi về. Ở đây thì khi mà mình ăn uống xong đó, mình mới ra quầy mình tính tiền. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.